chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và bà con đã ngồi cùng chúng tôi ngay lúc này. Hy vọng mọi người sẽ tìm kiếm được những thông tin thiết thực trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, bên cạnh những thông tin về đời sống xã hội trong phần cuối của chương trình, ban biên tập sẽ dành ít phút để chia sẻ đến quý vị về hoàn cảnh của gia đình bà Trương Thị Mỹ Huệ, ngụ ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Còn bây giờ sẽ là phần điểm tin chính, mời quý vị cùng theo dõi. 12 ca phản ứng nặng sau tiêm vaccine ngừa COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân. Nam thanh niên giấu ma túy trong khẩu trang y tế vẫn không thoát khỏi lưới công an. Lịch chạy các chuyến tàu dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 sắp tới. Liên quan đến thông tin về y tế, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế vừa có công điện gửi các giám đốc Sở Y tế TP.HCM, thành phố Hải Phòng và tỉnh Gia Lai báo cáo về việc điều tra, đánh giá, kết luận nguyên nhân trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Thực hư ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Theo đại diện Cục Y tế Dự phòng, các trường hợp phản ứng sau khi tiêm vaccine hiện đã ổn định, mức độ ghi nhận ở những trường hợp này được xem là nặng và phải xử trí tại bệnh viện. Tuy nhiên, các trường hợp nặng nhất là sốc phản viện, sốt cao kéo dài và co giật thì chưa ghi nhận. Bộ Y tế yêu cầu ba cơ sở y tế khẩn trương xác minh thông tin, lập hội đồng đánh giá tai biến vaccine sau tiêm chủng, kết luận nguyên nhân các trường hợp tai biến nặng sau tiêm và triển khai các hoạt động theo quy định. Theo thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, đến cuối giờ chiều 12 tháng 3 năm 2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 5.248 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên của các tổ COVID-19 cộng đồng. Riêng trong ngày 12 tháng 3 có thêm 3.663 người được tiêm chủng an toàn vaccine COVID-19 trong ngày tiêm chủng thứ 5 kể từ khi triển khai hôm 8 tháng 3 năm 2021. Dự kiến trong tuần tới, tỉnh Quảng Ninh, Điện Biên, Đồng Tháp sẽ bắt đầu triển khai vaccine COVID-19 trên địa bàn. Kính thưa quý vị, với thiết kế bắt mắt, tiện dụng và nhiều hương vị để lựa chọn, thuốc lá điện tử đang được giới trẻ kể cả học sinh sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, họ hầu hết đều không nhận thức rõ được tác hại của loại sản phẩm này đến với sức khỏe của mình. Thưa quý vị, tác hại của loại thuốc này đã được cảnh báo rất nhiều và hầu hết các sản phẩm thuốc lá điện tử trên thị trường đều không rõ nguồn gốc xuất xứ và không được phân phối hoặc kênh chính thống. Đáng lo ngại, đối tượng mà các nhà phân phối thuốc lá điện tử hiện đang nhắm đến còn chính là các thanh thiếu niên với cả học sinh. Việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng xấu đến các em, thậm chí là trong số này có cả những nữ sinh mới học lớp 6, lớp 7. Như phụ huynh ngỡ ngàng khi biết được là con của mình sử dụng thuốc lá điện tử khi nhà trường mời đến làm việc. Và câu chuyện sau đây đã được phóng viên thường trú của chương trình ghi lại tại thành phố Đà Nẵng. Mời quý vị cùng theo dõi. Sanh điệu, dễ sử dụng, trào lưu hút thuốc lá điện tử trong lứa tuổi học sinh đang bùng phát mạnh trong thời gian gần đây tại thành phố Đà Nẵng. Với thiết kế ngày càng nhỏ gọn và tiện lợi, nên việc sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học rất khó để phát hiện. Mặc dù các trường học đã có quy định cấm học sinh hút thuốc lá điện tử và có hình thức kỷ luật, tuy nhiên, vẫn có không ít trường hợp học sinh sử dụng sản phẩm này bị phát hiện. Thực tế qua thời gian thì nhà trường cũng đã phát hiện một số học sinh cũng có cái sử dụng thuốc lá điện tử này bên ngoài nhà trường. Thì sau khi phát hiện thì nhà trường cũng đã yêu cầu các em làm bản tường trình, bản kiểm điểm. Sau khi làm bản tường trình, bản kiểm điểm xong thì nhà trường phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp mời phụ huynh đến để trao đổi những cái nội dung mà các em đã vi phạm theo cái nội quy định của nhà trường. Qua theo dõi thực tế thì thực trạng mà học sinh sử dụng thuốc lá điện tử trong địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có xảy ra rồi. Và trước tình hình này thì Sở Giáo dục Đào tạo đã kịp thời có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các trường học tuyên truyền đến phụ huynh học sinh, quán triệt cho học sinh về phòng chống cái tác hại của thuốc lá điện tử. Theo ghi nhận thì việc mua bán các sản phẩm này khá dễ dàng trên mạng xã hội. Ban đầu thì họ cho rằng là cái thuốc lá điện tử sẽ giúp cho những người mà đang nghiện nặng á, để họ giúp cho họ bỏ thuốc. Tuy nhiên thực tế thì bây giờ nó lại tập trung cái hướng quảng bá và cái thanh thiếu niên rất là nhiều. Và cái này thì mang tới nhiều cái nguy cơ cho sức khỏe. Bởi vì trong thuốc lá điện tử là vẫn có chứa nicotine từ hàm lượng thấp đến hàm lượng cao. Và như vậy nó vẫn gây nghiện và ảnh hưởng tới não bộ, đặc biệt là sự phát triển của não bộ thanh thiếu niên. Rất nhiều cửa hàng bán máy hút và phụ kiện tinh dầu thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ. Điều này cho thấy chất lượng các loại thuốc lá điện tử trôi nổi trên thị trường hiện rất khó kiểm soát, dễ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sử dụng.
Chiều ngày 13 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tích Lộc, sinh năm 1987, cư trú tại khóm Long Thị A, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Được biết là để qua mắt các lực lượng chức năng, tên tội phạm này đã nghĩ ra một cách ngụy trang ma túy vô cùng khác thường và tinh vi. Cụ thể là gì? Thông tin chi tiết sẽ có ngay sau đây. Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 3 tháng 3, từ tin báo của quần chúng nhân dân thấy một đối tượng điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67E102869 chạy về xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang có biểu hiện nghi vấn, nên công an huyện Phú Tân đã nhanh chóng phối hợp với công an xã Phú Thành dừng phương tiện để kiểm tra. Sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên trong khẩu trang y tế của đối tượng Lộc đang đeo có một bọc ni lông trong suốt chứa tinh thể màu trắng, bên trong nghi là ma túy đá, trọng lượng hơn 2 gram. Đối tượng đã khai nhận bọc ni lông chứa tinh thể màu trắng bên trong là chất ma túy đá, được mua của một người lạ ở xã Phú Lâm về để dùng. Tuy nhiên chưa kịp sử dụng thì đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Như quý vị cũng đã biết, rượu bia là những đồ uống phổ biến được sử dụng rộng rãi hiện nay, mọi lúc mọi nơi như lễ hội, tiệc tùng, và nó được xem như là một đồ uống không thể thiếu trong các cuộc vui với bạn bè, người thân. Tuy nhiên, việc sử dụng rượu bia thiếu kiểm soát thì tác hại của nó thực sự không nhỏ. Một vụ việc mà Minh Phương sẽ chia sẻ đến quý vị ngay bây giờ là một minh chứng rõ nhất. Xin mời Minh Phương. Vâng ạ, thưa quý vị, sáng ngày 14 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thông tin nhanh, đơn vị vừa bắt tạm giam Lê Tuấn Dĩ, sinh năm 1999, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, và Nguyễn Thanh Nam, sinh năm 1998, trú tại xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm. Cụ thể là hai đối tượng này thấy một cô bạn nhậu say mềm nên đưa vào một nhà trọ rồi thay nhau thực hiện hành vi đồ bại. Vào khoảng 12 giờ ngày 10 tháng 11 năm 2020, Dĩ cùng vợ và Nam cùng một số người khác tổ chức nhậu tại nhà ngoại vợ của Dĩ, thuộc ấp Tân Thành, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Trong lúc nhậu, Nam điện thoại rủ thêm Nguyễn Thị Cẩm Thu. Một lúc sau, Thu cùng bạn nữ tên Tê, 18 tuổi, đến nhậu chung. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Tê đòi về nhà. Thấy Tê đã say đi không vững nên Dĩ cùng Nam lấy xe mô tô chở Tê về. Trên đường đi, Dĩ nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Tê nên đã chở Tê cùng Nam vào nhà trọ, rồi thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với cô gái. Về đến nhà, Tê đã kể lại sự việc bị hai nam thanh niên đưa vào nhà nghỉ xâm hại tình dục. Tối cùng ngày, cả gia đình đã đưa Tê đến cơ quan công an trình báo. Sau một thời gian điều tra xác minh, ngày 8 tháng 3 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dĩ và Nam về hành vi hiếp dâm. Quý khán giả thân mến, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa có thông báo lịch chạy tàu trong tháng 3, tháng 4 và đặc biệt là dịp lễ 30 tháng 4 Quốc tế Lao động 1 tháng 5 tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Cụ thể, tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội sẽ chạy hàng ngày các đôi tàu SE34, SE56, SE78. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng cũng chạy hàng ngày đôi tàu SE21, 22. Tàu SNT2 tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Nha Trang trong tháng 4 sẽ chạy vào các ngày thứ 5, thứ 6 hàng tuần. Riêng tháng thứ 5, tuyến này chỉ chạy từ ngày 1 và ngày 2. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh - Phan Thiết, tàu SBT1, SBT2 chạy các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật trong tháng 3 và tháng 4. Riêng trong tháng 5, tuyến này chỉ chạy các ngày 1, 2, 3. Ngoài ra, tùy tình hình thực tế, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các chuyến tàu phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Chắc hẳn là quý vị khán giả không còn xa lạ với hình ảnh những chậu cây kiển, chậu hoa được làm từ vỏ xe cũ, có phải không ạ? Và riêng Minh Phương thì thấy rằng là không chỉ đẹp, độc lạ, mà việc trồng cây trong vỏ xe cũ còn giúp chúng ta tận dụng tốt những món đồ vật tưởng chừng như bỏ đi. Và nếu như khéo tay thì quý vị có thể thêm một chút màu sắc, sáng tạo thì đã có thể biến chiếc vỏ xe cũ của mình thành sản phẩm vô cùng độc đáo và tiện ích. Xuất phát từ ý thức bảo vệ môi trường, bắt gặp nhiều khuôn viên trường học, mô hình biến bãi rác thành vườn hoa, có sử dụng vỏ xe làm chậu trồng hoa, cây kiển. Anh Dương Úc Em, ngụ ấp Long Bửu, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã tìm tòi học hỏi qua các trang mạng xã hội và sản xuất chậu kiển bằng vỏ xe để làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên. Lúc đầu, anh Úc Em gặp khó khăn về nguồn vỏ xe, kỹ thuật chế tạo và mẫu mã để sản xuất chậu kiển. Tuy nhiên, qua nhiều lần thất bại, anh đã tạo ra hàng trăm chậu bằng vỏ xe đẹp và lạ. Cũng 4-5 tháng gì rồi. Lúc mới làm ra thì trước đó, nhưng mà làm ra thì nó khó khăn lắm, chưa có bán được. Rồi cái sau này mình quen tay, như làm nó nhanh hơn, cắt nó đẹp hơn, nó mượt, cái lưỡi dao hơn. Nó là cái lằn đây từ đây này nó mượt hơn, nó ra hình cái cánh hoa bông sen vậy đó. Cắt hồi mới đầu ra thì cái lớn cái nhỏ, cái cánh bự nhỏ méo, không có đều. Rồi sau này mới chia ra,
ướp lượng nó tỷ lệ nó sai sót khoảng 5 ly tới 2 ly tới 5 ly. Tương đối là đều. Thì một ngày nếu mà tùy theo cái dày mỏng. Nếu mà cái dày mà khó làm thì là 2 cái. Nếu mà cái nào mỏng mà dễ là ngày khoảng 4 cái. Được biết mỗi ngày anh có thể làm được từ 2 đến 4 chậu kiển bằng vỏ xe. Mỗi chậu có giá bán từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng tùy vào kích thước. Trừ chi phí anh thu nhập từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng một ngày. Thời gian đầu chậu kiển bằng vỏ xe của anh được bạn bè người thân đặt mua vì tiện lợi cho việc vận chuyển, bảo quản và bắt mắt. Hiện nay thông qua quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội, ngày càng có nhiều người biết đến và đặt mua chậu theo kích thước ưng ý. Anh Úc Em chia sẻ, thời gian tới anh sẽ đầu tư thêm dụng cụ chuyên dụng để nâng số lượng chậu thành phẩm để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Kính thưa quý vị, nhiều người vẫn nói là phong ba bảo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam và đúng là như vậy. Vốn từ thì phong phú, nhiều cách dùng từ, thay vào đó là sự biến thể của nhiều vùng miền khiến cho tiếng Việt trở nên đa dạng. Và trong đó thì một số từ ngữ dễ gây nhầm lẫn. Vì lý do đó thì một nhóm bạn trẻ đã chung tay xây dựng trang tiếng Việt giàu đẹp, chuyên nghiên cứu và cung cấp những góc độ từ vựng chuyên sâu, đúng chuẩn và hy vọng giữ gìn nét đẹp của tiếng Việt. Dương mắt hay dương mắt, trực chờ hay trực chờ, mùi mẫn hay mùi mẫn. Rất nhiều từ vựng bị nhầm lẫn được trang tiếng Việt giàu đẹp chỉ ra và dẫn chứng cụ thể. Sau nhiều nỗ lực xây dựng và phát triển, ở thời điểm hiện tại, trang đã thu hút hơn 42.000 lượt theo dõi. Trang tiếng Việt giàu đẹp chính thức đi vào hoạt động từ năm 2019. Người sáng lập là anh Lê Trọng Nghĩa. Mặc dù đang sinh sống tại Nhật, nhưng vẫn một lòng mong muốn gìn giữ và phát huy nét đẹp của tiếng Việt. Đôi khi chúng ta nói về cái việc nghiên cứu tiếng Việt thì chúng ta cảm thấy nó rất là hàn lâm và đôi khi cộng đồng khó tiếp nhận được. Vì vậy cho nên là tụi mình muốn đem tới một cái góc nhìn mới, một cái góc nhìn trẻ trung hơn, một cái góc nhìn gần gũi hơn để ai đọc vào cũng có thể hiểu và cảm thấy rằng tiếng Việt mình cũng rất là thú vị. Và từ cái việc mà cảm thấy tiếng Việt hay thì người ta sẽ thêm yêu, thêm quý tiếng Việt và muốn giữ gìn thứ tiếng mẹ đẻ của mình mà không cần phải kêu gọi gì nhiều. Đó là mục tiêu lớn nhất của mình. Hiện tại nhóm có hơn 30 thành viên từ Nam ra Bắc và cả ở nước ngoài. Đa phần là sinh viên các ngành phiên dịch, ngôn ngữ học. Mỗi người một chuyên ngành, dùng vốn kiến thức của mình để nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng. Mình tham gia nhóm tiếng Việt giàu đẹp được gần 2 tháng, kể từ ngày nhận mail trúng tuyển thành tình nguyện viên của dự án. Mình muốn đem một chút sức của bản thân ra để hỗ trợ mọi người. Mình rất tự hào về dân tộc và đặc biệt là tiếng mẹ đẻ của dân tộc mình. Trong quá trình tham gia dự án, bản thân mình cũng đã học được rất là nhiều điều. Mình được học cách sử dụng tiếng Việt một cách thoải mái hơn, chuyên nghiệp hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình được học cái phương pháp, cái tinh thần đồng đội và cái cách làm việc từ xa. Tại vì tình nguyện viên của dự án thì người ở nước ngoài, người ở trong nước, người ở Bắc, người ở Nam. Nhưng mà vẫn phối hợp với nhau hết là anh rất là ăn ý và rất là trách nhiệm. Nhóm tiếng Việt giàu đẹp đã có sáng kiến chọn ngày 21 tháng 2 làm ngày tôn vinh tiếng Việt. Qua đó có thể thấy, ngày càng nhiều bạn trẻ thể hiện tình yêu và hướng đến chuẩn hóa tiếng Việt. Đây là dấu hiệu đáng mừng. Quý vị thân mến, camera nóng vừa ghi nhận đoạn clip một tài xế xe ô tô 4 lần thông chốt trạm thu phí, thậm chí còn ngang nhiên ủi cả thanh chắn barrier để né đóng tiền. Tài xế có hành động hung hãn đang bị lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng truy tìm khẩn cấp. Camera an ninh tại trạm thu phí Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho thấy chiếc ô tô màu đen mang biển kiểm soát 60A43596 di chuyển vào làn thu phí số 3. Tài xế cố tình bám sát đuôi xe phía trước nhằm mục đích trốn phí thông chốt qua trạm. Lúc này nhân viên trạm phát hiện sự việc, cho hạ thanh chắn barrier cản đường và yêu cầu tài xế dừng lại mua vé theo quy định. Tuy nhiên chẳng những không chấp hành mua vé mà tài xế này còn ngang nhiên thách thức nhân viên rồi tiếp tục rồ ga phóng xe đi, hút gãy cả thanh chắn barrier. Qua kiểm tra camera, trước đó chiếc ô tô này cũng từng 3 lần thông chốt trạm thu phí. Tiếp tục chuyên mục camera nóng ngày hôm nay là tình huống hot tim liên quan đến giao thông. Theo đó thì một tài xế ô tô con đã cố tình vượt ẩu đã dẫn đến hậu quả nặng nề khi mà chính phương tiện lao lên giải phân cách và một chiếc xe tải khác bốc đầu ngay giữa đường. Vụ việc vừa xảy ra tại Thừa Thiên Huế. Vụ tai nạn được camera hành trình của phương tiện chạy phía sau ghi lại cho thấy tài xế ô tô con bất chấp vượt ẩu đã không giữ khoảng cách an toàn, tạt đầu xe tải chạy cùng chiều phía trước và lại vô tình rơi vào vị trí điểm mù,
mà tài xế xe tải không quan sát được. Vì vậy, không kịp xử lý tình huống để xảy ra va chạm khiến xe tải bốc đầu tông trúng giải phân cách. Còn ô tô con lao lên giải phân cách ngã về phía làn đường ngược chiều. May mắn không có thương vong về người. Quý vị, mới đây trên cầu Dinh quốc lộ 48 đoạn qua xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, một chiếc xe tải di chuyển tốc độ nhanh trên đường, không biết vì lý do gì mà đã lao xe qua phần đường ngược lại, đâm thẳng vào xe đầu kéo, xoay ngang trên đường, khiến nhiều người bị thương nặng. Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn đã được camera ghi hình lại. Theo đoạn camera hành trình ghi lại, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát CG1066 kéo theo rơ móc biển kiểm soát BM128, biển số quân đội, do anh Nguyễn Ngọc Hùng sinh năm 1976, trú tại phố Kim Sơn, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, điều khiển là lái xe hợp đồng cho Tổng Công ty Xuất Nhập Khẩu Vạn Xuân thuộc Bộ Quốc phòng. Đang di chuyển thì bất ngờ chiếc xe ô tô tải nhỏ mang biển kiểm soát 37C26868 do anh Kim Văn Đại sinh năm 1975, trú tại bản Bà Cọ, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong điều khiển chạy tốc độ nhanh lao đến, không làm chủ được tay lái lấn qua làn đường ngược lại, tông trực diện vào xe đầu kéo khiến đầu xe tải vỡ nát xoay ngang trên đường. Vụ tai nạn đã khiến cho anh Đại bị nát hai chân, chấn thương đầu. Chị Lương Thị Huệ sinh năm 1986, vợ của anh Đại bị chấn thương sọ não. Và anh Lữ Văn Nam sinh năm 1962, trú tại Bản Chiến, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong bị gãy hai chân, chấn thương đầu. Hai xe ô tô và một số đoạn lan can đường bị hư hỏng. Hiện nay cả ba người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc, Nghệ An. Trong vài khách hàng ăn mặc lịch sự ghé vào shop quần áo mua đồ, thế nhưng chỉ trong tích tắc thì đối tượng đã dễ dàng đánh lạc hướng của chủ cửa hàng, ra tay cưỡng đoạt tài sản. Dù phát hiện kịp thời nhưng vẫn không cản nổi sự manh động của chúng. Thủ đoạn của đối tượng này ra sao, mời quý vị cùng theo dõi. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 9 tháng 3 năm 2021 tại Lê Đại Hành, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đoạn camera ghi lại, đối tượng được cho là rất giống đồng tính nam, đội nón gô Việt, áo trắng, váy vàng, vào giả vờ lựa đồ để mua. Sau khi quan sát thấy điện thoại để trên bàn, mặc dù có em bé đang ngồi chơi, nhưng đối tượng trên vẫn bất chấp lấy điện thoại rồi bỏ chạy. Chủ shop khi phát hiện chạy theo thì đã không kịp. Theo phản ánh của người dân, kẻ đồng tính giả nữ này đã thực hiện nhiều vụ khác tại các quận Tân Phú, Tân Bình, quận 11. Những ngày cuối năm 2020, bản hit Kẻ Cắp Gặp Bà Già của Hoàng Thùy Linh bất ngờ gây sốc dân mạng quốc tế nhờ một bản remix cực bắt tai. Bản hit phủ sóng rộng rãi đến mức các idol K-pop cũng không thể bỏ qua. Mới đây nhất, Seven đã gia nhập hội những người phát cuồng với giai điệu "Có phải anh đang trêu đùa em đấy không?" Mới đây, Seven, cựu idol nhà YG Entertainment đã gia nhập hội những người yêu thích giai điệu "Có phải anh đang trêu đùa em đấy không?" của Hoàng Thùy Linh. Trên nền giai điệu của ca khúc, Seven cùng đồng đội đã thực hiện những bước nhảy của kình đồng điệu tay và chân vô cùng đẹp mắt. Seven vốn là cựu idol lứa đầu tiên của nhà YG. Ở thời kỳ hoàng kim của mình, Seven đã từng tạo được tiếng vang lớn không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan rộng ra thế giới. Chính vì vậy, cư dân mạng, đặc biệt là fan K-pop Việt, vô cùng thích thú trước màn cover này. Kính thưa quý vị, lại một tuần nữa trôi qua và ngày hôm nay chúng ta lại cùng đồng hành với chuyến xe tình người miền Tây, mang những ấm áp yêu thương đến với những hoàn cảnh nghèo khó. Có nỗi khổ nào bằng sự chia ly, có nỗi đau nào bằng sự mất mát, để những đứa trẻ không may như Huỳnh Anh và Huỳnh Vi có thêm một chút hy vọng, một chút yêu thương. Chuyến xe tình người miền Tây ngày hôm nay cũng đã mang niềm vui đến với hoàn cảnh của chị Lê Thị Hồng Phượng, ngụ ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Có những nỗi đau, chị Phương Hồng chỉ biết một mình chịu đựng, và ánh mắt đượm buồn của đứa trẻ thơ ngây. Từ nhỏ, Huỳnh Vi và Huỳnh Anh chẳng có cha. Chỉ có ba người phụ nữ trong căn nhà trọ chật hẹp, nương tựa nhau, sống qua ngày. Người ta thường bảo, trời chẳng tuyệt đường chúng ta bao giờ, nhưng giờ đây, hoàn cảnh của chị Lê Thị Phương Hồng cũng lâm vào bế tắc. Đôi bàn tay mà mỗi ngày chị phải đi làm rửa chén mưu sinh đã nhiễm trùng ăn sâu vào máu. Để giữ lấy tính mạng, bác sĩ đành cắt bỏ các đoạn chi bị hoại tử
khiến sức khỏe chị càng suy yếu. Dù đau đớn nhưng chưa một lần oán than vì chị sợ hai đứa trẻ sẽ buồn. Ánh mắt xót xa nhìn hai đứa con thơ dại làm lòng chị đau như cắt. Dù 11 tuổi nhưng Huỳnh Anh bị trầm cảm, ít nói, ít cười. Chỉ còn có Vi, đứa bé 7 tuổi lại trở thành trụ cột chăm sóc cho cả mẹ và chị hai. Thương cho số phận hẩm hiu của cuộc đời, thương Vi còn gánh nặng nhọc nhằn ở phía trước, chỉ mong con sẽ cố gắng bình an. Chuyên mục Tình Người Miền Tây cùng với sự đồng hành của hệ thống nhà thuốc Trung Sơn Phạm Ma gửi tặng gia đình 6 triệu đồng. Dạ, hôm nay là em nhận được số tiền là 6 triệu đồng của cô Mạnh Thường Quân chương trình Tình Người Miền Tây. Số tiền này em để sử dụng làm đi khám bệnh. Mình cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã giúp em đấy, cảm ơn rất là nhiều. Bình an và cầu mong chị Phương Hồng mau chóng hồi phục sức khỏe để chăm lo cho hai đứa trẻ đến nơi đến chốn. Mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của con là hạnh phúc, phải không mẹ? Tiếp nối với chương mục Tình Người Miền Tây ngày hôm nay, Minh Phương và Như Nguyễn xin mời quý vị cùng về với tỉnh Hậu Giang để ghé thăm gia đình của bà Trương Thị Mỹ Huệ, ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp. Một người phụ nữ có nụ cười rất ấm áp, có sức lan tỏa đến mọi người. Thế nhưng ẩn sau nụ cười ấy của bà Huệ là muôn trùng những khắc khoải. Xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp sau đây. Mỗi ngày bà Trương Thị Mỹ Huệ vẫn lặn lội bán từng tờ vé số để lo cho gia đình. Những năm nay bà đã 69 tuổi. Từng con đường, ngõ ngách, không nơi nào là không in hàng dấu chân. Đi tới đâu, bà cũng nở nụ cười móm xọm trên môi, nụ cười cầu may cho người đời. Chỉ những khi một mình mới thấy bà lặng lẽ như gom cả khối nỗi buồn vào dáng ngồi. Mấy hôm nay bệnh tình ông trở nặng, ung thư phổi, suy tim, suy hô hấp, sức khỏe cứ xấu đi từng ngày. Vợ chồng đầu ấp thay gối, một người đau, một người như nát cả cõi lòng, vẫn gắng gượng để bảo ban chăm sóc. Không dễ giàu gì, bởi ngoài ông bà còn nuôi đứa cháu nhỏ đang tuổi học hành. Một ngày đi bán số vậy là 4 quận, ngày đi vậy là 2 cây số, lần đi là 2 cây số, đi 4 cây số, rồi bán rồi về là khoảng tầm 7 giờ mấy 8 giờ về lo cơm nước nhà cửa, rồi mới đi cho con cháu nó ăn học, rồi nó đi học rồi mới đi bán nữa tiếp. Thì đóng cửa bỏ ông đóng nhà mình ên bán đi cái vật phòng á, sợ ông chết bất tử mà không biết làm sao, thôi ra ngoài đó thì bán số ít đỉnh rồi về lo cho ông. Nhiều khi ổng quá cơn á, rồi đem đi bệnh viện, nằm bệnh viện. Vô bệnh viện là nằm bệnh viện, nhờ bác sĩ lo giúp đỡ giùm. Nhiều khi vô bệnh viện phải đóng tiền hộ nghèo, nghĩa là cận nghèo chứ phải nghèo nữa. Thì năn nỉ mấy ông bệnh viện là thôi giờ tôi không có tiền, tôi chỉ có khoảng 100 mấy 200, bán mấy ngày nay gom được 100 mấy 200 mà đóng đỡ cho ông thì giúp đỡ giùm tôi đi, chứ tôi giờ không có tiền. Thì mấy ông bệnh viện nó cũng không giúp đỡ cho bà. Mỗi lần bà ngoại đi bán số á, thì con thấy trời mưa gió thì con ở nhà con rất là lo vì bà ngoại đã đi bán. Mà mỗi lần ngoại đi bán thì bà ngoại về ngoại đều đau nhức, ngoại mệt. Tối thì ngoại không ngủ. Con cũng tối con nhìn bà ngoại hoài. Con có khi bà ngoại mệt, bà ngoại nói hoài à. Nói là tối bà ngoại nói là bà ngoại nhức xương quá thì nhức chân nhức tay quá thì con lấy dầu á con đi bóp cho bà ngoại cho ngoại khỏe. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Cơ gà dao thằng Toản học dường như trở nên chua chát trong cảnh nhà của nó. Ba mẹ không vẹn hôn nhân, Toản ở lại nương nhờ tình yêu thương của ông bà để vơi bớt đắng cay. Thằng nhỏ 13 tuổi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng hiểu hết nỗi khốn khó của gia đình. Những lúc ở nhà, nó phụ bà chăm ông rồi coi sóc trong ngoài. Ba con người cứ dựa vào nhau dưới một mái nhà.
để mau qua cơn giông bão. Con thì con suy nghĩ là con rất là muốn làm gì đó mà cho ông bà ngoại nhẹ hơn, cho bà ngoại ở nhà, còn con thì kiếm cái gì đó làm thu nhập cho gia đình. Ông bà ngoại đã già không có sức rồi, cho rồi ông bà ngoại giờ cũng đang bệnh nữa, cho nên con muốn làm gì đó cho gia đình nó khá hơn. Con mơ ước là có một số tiền nào đó để lo cho, để trị bệnh cho ngoại khỏe, cho bà ngoại nhẹ gánh, và có một căn nhà thật chắc để bà ngoại với ngoại ở, chứ không có lo về tiền nhà. Mỗi lần mà bà đi bán về đó là bà phải tranh thủ chạy về nấu cơm nấu nước cho ông ăn, cho cháu ngoại ăn, rồi xong xuôi rồi phải chạy đi lấy vé số về bán tiếp tục nữa. Thấy hoàn cảnh của bà chạy đôn chạy đáo như vậy rất là thương bà, trong khi bà cũng lớn tuổi rồi. Nuôi những ông đời sống mình sợ sau này con cháu nó dốt, thôi ráng nó học sau này có đâu hay thế đó, chứ giờ ngày nào cho nó học được thì học, còn ngày nào mà đốm đuối quá thì nó phải nghỉ học rồi, nó lo nghỉ học ở nhà rồi đó. Cho nó nghỉ thì thấy mình thấy tuổi thân quá à, kệ mình cực khổ cách mấy cũng ráng cho cháu đi học, nếu ngày nào đốm đuối quá thì còn phải bắt buộc cháu phải nghỉ học. Ước nguyện gì đâu, khi mái đầu đã điểm sương, bà Huệ chỉ mong còn sức để đi bán vé số kiếm tiền nuôi chồng và nuôi đứa cháu. Gánh mưu sinh còn oằn nặng trên vai, giờ nhà thuê hết hợp đồng, chủ chuẩn bị lấy lại. Mấy hôm nay bà cứ tranh thủ vừa bán vé số vừa xin bà con xung quanh cho ở đậu, nhưng chưa ai đồng ý. Tháng 3 nắng như ầm ập vào nhà, lòng bà Huệ như thắp lửa vì mong ước chưa trọn. Nhà này mướn nhà, chuẩn bị lấy nhà nữa, không có nhà ở nữa, mà không biết là sống ở đâu mà. Ông cứ bệnh mà chết đi ngày nào không biết chết ngày nào nữa. Cảm ơn quý vị và bà con đã ngồi lại đến phút cuối chương trình để theo dõi phóng sự vừa rồi. Và thưa quý vị, thời lượng chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc. Nhưng Nguyễn và Minh Phương rất tiếc phải nói lời tạm biệt tại đây. Kính chúc tất cả quý vị luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống. Với chuyên mục Tình Người Miền Tây xin phép được kêu gọi quý vị hãy cùng với hệ thống nhà thuốc Trung Sơn Phạc Ma và chúng tôi san sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Trương Thị Mỹ Huệ, ngụ ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Mọi đóng góp quý vị và bà con xin vui lòng liên hệ qua mạng Zalo hoặc gọi điện cho đường dây nóng theo số 0971225053. Còn bây giờ, như Nguyễn và Minh Phương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.